Yo, và chào mừng mọi người đã quay trở lại với cái channel của mình nha. Thì bây giờ mình bận quá, mình không có ra clip được trên cái game PC này mà. Nên là bữa nay mình sẽ quyết định mình chơi thử trên cái điện thoại đây. Và từ bây giờ mình cũng sẽ đánh dấu cái cột mốc là mình sẽ làm thêm game mobi. Để những lúc mà mình bận á, mình sẽ làm cái game mobi cho anh em xem nha. Thì cái game đầu tiên mình làm chính là con búp mobile. Cái búp mobile mình thấy nó khá là nhiều so với PC này mà. Như cái mình đang chơi nè, nó là một cái bản đồ gọi là san hốc mà cái thế giới gương gì á mình cũng chả hiểu nữa. Mình ít chơi cái búp mobile lắm. Mình mới xong cái thằng iPhone 14 thế là mình làm clip cho anh em xem luôn. Cho nên nhiều khi vô mà có ngáo ngáo thì anh em cũng đừng có chửi nha. Mình cũng chưa kịp mua cái tai phone luôn nè anh em. Bây giờ mình phải nghe bằng cái loa ngoài đây nè, mình sợ mình không nghe tiếng được bước chân đây nè. Mình phải công nhận là trên cái bản mobile này nó khó anh em ạ. Kiểu như mình thao tác toàn là bằng cái mấy ngón tay không á. Mình nói chung là mình cũng bữa giờ mình cũng có luyện 4 ngón nhưng mà kiểu như nó cũng chưa được xịn sò cho lắm. Thì bữa nay mình nhiều việc trên công ty cho nên là thôi mình quyết định mình vô mình làm luôn. Chứ mình chờ mà cho nó quen biết bao giờ mới xong anh em. Đấy. Đi lút đồ vẫn còn chậm lắm anh em ạ. Được cái là hên cái là nó sao ta? À đúng rồi. Nó là lút tự động cho mình, nó cũng đỡ cho mình luôn á. Đây WBZ đây. Đây. Mình mong là mình sẽ có nhiều một con boss. Mình chắc chắn là nó thằng boss luôn anh em ạ. Địch mà anh. Mình còn gà lắm cho nên là mình chưa dám ghép team mình chơi nè. Mình chơi solo mà solo mình nghe đồ nhiều boss lắm. Phiên bản PC cũng vậy hay là mình nghĩ chắc mobile cũng rứa anh em ạ. À đa số giờ người ta chơi team không chứ ai chơi một mình tự kỷ như mình. Đâu rồi, cái chỗ này có chỗ leo lên không ta? Còn con boss nào nó không định mệnh ra đây coi. Băng đạn gì đây? Ui nằm dẫm. Nằm dẫm á, dẫm thanh của hàng SMG. SMG ai chơi? Mình thấy là mình có đọc một cái thông tin là mình thu thập những cái ngọc như này anh em ạ. Để mình đi mua đồ, mình mua súng á. Ôi mình quên đổi cái skin. Mình quên đổi cái skin gì ta? Skin ba lô rồi. Mình công nhận là loot tự động nó phê. Ở đây mình chuyển qua thằng cây berry này bắn đơn đi, kiểu như mình bắn bằng cây súng táp á. Ý, không được. Nhưng mình đổi thao tác còn chậm lắm anh em ạ. À. Đây rồi. Đổi cái M7 hả? Sao mình thấy giống như cây SS vậy ta? Mình nên táp bằng một cái khẩu DMR hoặc là SR anh em ạ. Ngon, cấp 3 luôn. Nhanh lên để bo vô. Mình đang trong map bo luôn nè, trời hên vậy. Đây mình sẽ thu thập càng nhiều cái ngọc này càng tốt nha. Cái ngọc này hư cấu lắm anh em có thể mua được cả những cái súng thính ở trong bản PC được luôn á, ốp rồi giáp 3 mũ 3 luôn. À giáp 3 với mũ 3 trong cái mobile này hình như là mình đi loot cũng có luôn chứ không cần phải đợi thính nha. Thính bây giờ xưa rồi anh em ạ, ai chơi thính nữa. Trời ơi, bây giờ dân tình nó đi kiếm cái mấy cái ngọc này nè, nó mua luôn. Sao mình lên được trên kia ta? Anh em thấy cái iPhone 13 của mình mượt mà chưa? Lộc 14 của mình chưa? Người ta mới có 13 thôi nhưng mình xài cái iPhone 14 luôn rồi anh em ạ. Sao có mỗi con boss vậy ta? Đây, ngọc đây rồi. Còn đây là cái thiết bị đánh dấu nè anh em, mình phải công nhận là mobile nó xịn sò thật sự ấy. Như mình có nghe tiếng máy bay ở ngoài kìa. Điện thoại mình có hỗ trợ tần số quét 120Hz được, cho nên là khá là mực. Cũng không đến nổi đâu anh em ạ. Đấy, ngọc nè, mình được 12 viên ngọc rồi, cái này cấp máy này cấp 3, sấy luôn. Chấm đỏ,
À không 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 không, có chấm đỏ rồi thôi anh em ạ. À, không lụm luôn đi. Mình thấy là mobile này sấy nó dễ ghim tâm hơn là PC anh em ạ. Thao tác mình còn chậm thôi chứ nếu mà tính ra sấy này nọ thì mình nghĩ mình ổn. Không đến nổi đâu anh em. Đẩy ngọc đây nữa nè. Anh em nào mà chơi bản hay chơi búp mobile cho anh em biết cái mà vụ mà lấy ngọc mua đồ này đúng không? Khá là hay á. Nãy giờ mình đi loot toàn là trên cao vậy không có cái đất gì hết. Ui. Kìa bên kia có ngọc nữa kìa. Bên này cũng có ngọc nữa nè. Mình đang trong bo cho nên là cứ bình tĩnh mà loot. Sắp tới sẽ còn nhiều game mobile mình thấy cũng hay lắm. Game online cũng được mà game offline mình thấy cũng ổn á. Để khi nào mà mình bận mình không làm được trên PC thì mình sẽ làm mobile cho anh em xem. Tính ra là bữa nay là ngày thứ tư là mình chưa có làm clip mới luôn rồi đó. Cái gì đây? Trời ơi, xấu máu luôn rồi. Cái đinh mệnh lút gì? Mình nghe tiếng sức, tiếng chân. Thằng boss đâu vậy? Đâu rồi ta? À, không có telephone. Mình phải nhìn ở trên cái bản đồ anh em ạ. Nhìn nó trong đây nè. Bỏ đầu ra đây đi. Mày trốn cái gì? Đấy, gần lắm anh em ạ. Nó bước sạp ở đây nè, đây. Ủa boss biết nằm luôn hả ta? Ê, ghê vậy. Ôi mình tưởng đâu mấy con boss nó đù lắm không biết nằm chứ. Đầu đấy bạn ơi. À, bắn xong bỏ chạy bay. Bắn xong rồi chạy nè. Chắc mình nghĩ boss quá. Chạy đó. Được bao nhiêu viên rồi? 23 viên rồi hả? Mà lô mình cũng sắp đầy rồi. Lấy thêm đèn xanh đi. Ok. À, khổ ghê anh em ạ. Chưa mua được cái phone. Tại vì ở nhà mình có một cái phone rồi nhưng mà mình quên để ý là những cái dòng điện thoại sau này nó không có hỗ trợ bằng cái jack cắm 3.5 nữa nè. Nó là một cái dạng cái đầu C á, cái đầu cắm mà gọi là đầu C á. Chắc là bo vô rồi. Cho nên là bữa giờ mình bận quá chưa có đi mua được nè. Đấy, bo vô thôi bỏ. Phụ kiện mình thiếu còn nhiều quá. Trời ơi, tính ra mình chưa có khẩu súng táp mà luôn á trời. Không xong rồi đại dương ơi. Ít nhất mình phải kiếm được một cây WBU hay là cây gì đó chứ. Hay là mini, ở trong đây không có mini anh em ạ. Đây chỉ có cây WBU với lại WBZ rồi thôi. Mình nghe tiếng nó bay hay gì kìa. Sao bơm, sao lũ đạn nó không tự động loot cho mình hề. Trời ơi, cho tôi khẩu súng gì xịn sò đi chơi. Đây ngọc đây. Đây. M24 luôn anh em ạ. Tới công chuyện với mình rồi. Nếu M24 thì mình nghĩ là cái đạn 7 mình lấy không cần phải lấy nhiều đâu. Mình sẽ bỏ hết. Trời ơi, chỉ cần 85 viên là bắn xì khói luôn anh em ạ. À, mình máu nhiều lắm luôn rồi á. Mình lại nghe tiếng bước chân nữa nè. Đâu rồi ta? Bây giờ mình mà xác định không biết được là địch là boss hay là chết. Vãi. Mấy con boss khốn nạn. Nó bắn kiểu này nó dìm hàng mình chết anh em ạ. M24 là có băng đạn mở rộng đúng không? Thử coi, mình cố gắng chưa? Chưa anh em luôn rồi. Mình mới có một cái cấp 3 của thằng M24. Thôi, bò vô. Máu mình nhiều lắm luôn rồi, định mệnh 7 máu rồi mà mình mới có một nước à. Sao mình lấy máu nhiều thế nhờ? 25 ngọc mua được cái gì ta?
25 ngọc đưa được mua được một cây M4 full phụ kiện thêm ạ. Ok, bây giờ mình vô bo rồi mình sẽ mua. Mình sẽ dùng ngọc mua súng cho anh em xem, định mình phê cực kỳ luôn. À, nhiều khi anh em biết rành hơn mình nữa chứ. Đó giờ sở trường game mobile không phải là sở trường của mình. À, lúc đầu điều khiển khó vãi chỗ anh em ạ. Ê, mình phải công nhận cái đồ họa của mobile bây giờ đẹp quá ta. Đây rồi, vô trong bo rồi. Mà đừng bắn em nha, chờ để em mua đồ cái. Đây, cái M4 phụ kiện M4 đi. Nó mình dễ kiểm soát hơn em ạ. Đó. Đây mình sẽ đổi với lại cái cây tay cầm nòng dẫn đây. Đâu mình kiểm tra lại coi. Mình gắn cấp 2 vô sấy luôn. Trời ơi, mình còn dư một cái nòng à. Không được, không được. Bỏ cái cấp 3 đi nhờ. Ok. Mình còn 5 ngọc hả? Để hồi nữa mình mua nước luôn. Hợp lý, hợp lý. Ở trong cái mobile này mình thấy nó có nhiều cái băng đạn mở rộng, nhiều cái phụ kiện đã lắm em ạ. Cái M4 mà mình có thể, những cái AR á, mình có thể mở rộng lên được tới 50 viên luôn. Quá là khủng khiếp. Mình chưa tìm hiểu kỹ lắm về cái chế độ gọi là gương là như thế nào nhỉ. Mình chỉ biết là nó có những cái nhân vật trong cái game Liên Quân hay gì á. Mình chả hiểu nữa. Nên bữa nào mình làm tìm hiểu rồi mình sẽ làm clip cho anh em xem. Mình sẽ review kỹ hơn. Ê, nghe tiếng máy bay nha. Đây mình thấy nè. À, mình cấp 3 sao chơi ta. Này chắc người quá anh em ạ. Người người thấy mình hỏi sao kìa. Chắc thấy mình rồi. À, mình nổ súng như là dở rồi. À, thanh niên nó chắc chắn đi lấy thính hay gì á. Mà anh ơi, em mới bắn mấy anh ơi. Nhường em đi. Đâu rồi không biết. À, mình nổ súng phát nó là dở rồi. Thôi mình chạy vòng qua bên đây cho chắc kèo anh em ạ. À, tự nhiên bắn móc người ta, khiều móc người ta chi. À, giờ nó vô nó kê chắc chết. Mình tỉnh mới chơi. Mình tỉnh mới chơi. Đừng bắn em anh ơi. Đây, vô rồi, vô bo được rồi em ạ. Mình qua đây mình chết cái đó. À, trong nhà này có thanh niên nào đang lút trong đây là vỡ mồm luôn ấy. Phụ kiện thì mình có rồi, mình cần phụ kiện có thằng M24 nữa thôi. À đây rồi, nước đây rồi. À, mình có một cái miếng điểm má nữa nha. Hình như nó qua nó kiếm mình hay gì nè, mình nghe tiếng nè. Ba lô 2 mình cũng còn ít đó. Bơm choáng nữa hả? Mình chưa có trái bơm choáng nào luôn, trái bơm khó nào luôn chứ. Được rồi, không ổn rồi. Game này thấy không thơm rồi anh em ơi. Nãy giờ mà mới giết được có không? Ý, còn có 15 đứa kìa. Trời, nãy giờ mình không đi luôn á. Nước. Đá. Nhưng mà anh bo vô. Bơi vô. Khiếp thật chứ. Công nhận cái ranh giới cái của game mobile bây giờ nó khủng khiếp quá anh em ạ. Đồ họa phải nói là cực đỉnh luôn á. Điện thoại của mình hiện tại nó có hỗ trợ cái độ chơi mượt ở tốc độ khung hình 90fps á. Cho nên là nhìn nó cũng đỡ anh em. Nghe nè. Tiếng này là tiếng người hay tiếng boss ta? Đi từ từ đó chắc ăn anh em ạ. Mình phải luôn có một cái tâm niệm là mình đấu với người chứ không có boss. Chứ không nhiều pha ở gì là chết anh em ơi. Đâu rồi ta?
À, giờ mình không có tiếng có cái phone nè, bây giờ mình chủ yếu là mình dựa vào cái dấu chân hay dấu đạn ở trên cái bản đồ ấy. Chắc dưới nhà này quá, thấy xe kìa. Như này nó bắn khu này mà ta. Có ai không? Ok bạn ơi. Đấy, 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 đấy. Đâu nhờ? Ghê trời, đây nè, phải không? Nghe tiếng súng thì rõ ràng dưới đây mà nhờ. Cái hướng mà mình chạy vô bo luôn nè. Ừ, hai bên đang giao tranh anh em ạ. Đâu ta? Xe này xe của người chắc luôn rồi. Đây đây đây. Bẹt ngựa. Còn một đứa nữa. Còn một đứa nữa anh em ạ. Nó mới bắn nhau đây nè. Cô nên làm lon nước không trời. Há bò vô nữa rồi. Ha nè, mình mới thấy nó bắn nhau trên đây xong. Trời ơi, giờ đút đầu vô nguy hiểm quá, nguy hiểm quá. Trên nhà kia nữa kìa. Ha, giờ phải cứ nhìn xung quanh cho chắc kèo anh em ơi. Mình nhớ trong cái game này bo cuối dân tình nó kiểu bé na kinh lắm. Mình cứ chạy rìa rìa mấy bo rồi mình vô sao cứ từ từ. À, giờ phải chi có một tính rớt đầu mình ha. Mình không biết là cái phiên bản mobile này có cái B90 chưa ta. Đây 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 đây. À, mình không có cái phone dở thực sự luôn anh em ạ. Vô 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 bo lẹ để nó chết. Hai dân tình đang bắn nhau tè le dưới kìa. À, định mệnh vô bo nữa kìa. Bo nó vô nữa kìa. Chết rồi trời ơi, nó trống. Má ơi nó trống kìa. Đừng bắn em mấy anh ơi. Bình tĩnh mấy anh ơi. Mình chạy vòng qua chỗ này cái mình mua thêm nước anh em ạ. À. À không có cái phone nó khổ. Mình còn toàn phải xác định hướng bước chân trên cái bản đồ nhỏ nhỏ anh em. Đây 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 đây. Mình sẽ chạy bọc qua đây. Bot cam à. Còn 6 à. À thiệt luôn á, chạy mà chạy như vậy là một là anh hùng hay là hai là anh khùng anh em ạ. Mình không biết là mình trường hợp nào luôn á. Mua thêm nước đây. Hình như nó bắn nhau trong đây nè. Đây 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 đây, đây. Mình nghe tiếng. Định mệnh vô kiếm luôn. Đâu rồi ta?